Hello, xin chào các bạn, các anh chị cùng tới ITP Club Channel. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2022. Thì mình là tiếp tục là chia sẻ mọi người về thị trường. Và chúng ta thấy là tại sao thì ngày hôm nay thì thị trường giảm khá là mạnh. Thì bây giờ chúng ta cùng sẽ view qua thị trường một chút, nhìn coi tổng quan. Và sau đó thì chúng sẽ chia sẻ mọi người về thị trường. Đây. Thì trong ngày hôm nay thì các bạn và các anh chị thấy được là về hôm nay thì thấy là thị trường giảm rất là mạnh, giảm trên 43 điểm, trên 43 điểm thì tương đương với gần 2,9%, 2,89%, và cái thanh khoản đạt được của thị trường hôm nay là đạt gần hơn 31.244 tỷ, và cũng như là các số mã giảm thì rất là áp đảo luôn, đúng không? Thì thấy là mã giảm thì rất áp đảo, gấp 10 lần, gần như là gấp 10 lần so với những cái số mã tăng. Và một cái chúng thấy là giảm sàn thì có tới 128 mã giảm sàn, và trong đó thì mã tăng thì có 49 mã thôi và 3 mã tăng chậm. Thì nhìn chung vào đây thì các bạn và các anh chị thấy được là có một cái đặc nhìn thấy được là cái dòng chứng khoán. Đó, cái dòng chứng khoán thì hôm nay là giảm rất là mạnh. Đó, thì các bạn và các anh chị thấy được là cái dòng chứng khoán giảm rất là mạnh, là tiếp đến là chúng ta thấy là về cái dòng ngân hàng. Đó, cái dòng ngân hàng là chúng ta thấy là về thị trường chung giảm mạnh thì các dòng ngân hàng thì nó cũng có giảm, nhưng mà cũng có sự phân hóa ở đây. Đó, nhưng mà cũng không đến nỗi là mình gọi là giảm sàn la liệt, thì nó cũng đỡ được phần nào, chứ mà cũng thấy là dòng ngân hàng mà giảm sàn la liệt nữa thì khả năng là thị trường giảm mạnh hơn. Nên, rồi trong cái dòng dầu khí thì chúng ta thấy là đang có những cái sự phân hóa đối với cái dòng dầu khí ở đây, đúng không? Đó, BVS và BVD thì thấy là đang có những cái sự phân hóa. Rồi tiếp theo là chúng ta thấy là về cái dòng mà như là thép, đúng không? Cái dòng thép thì chúng ta thấy là cũng đang có những tiếp tục gọi là bị bán ra khá là mạnh đối với cái dòng thép ở đây. Đó, dòng thép chúng ta thấy là bị bán ra khá là mạnh luôn, đúng không? Rồi tiếp đến là chúng ta thấy là về đây thì có các cổ phiếu mà giảm sàn rất là nhiều ở đây. Thì bạn thấy là đặc biệt thì tại vì chúng ta thấy là các cổ phiếu về nhà họ quyết là thấy là một cái lệnh bán chất sàn rất là lớn, đúng không? Lượng chất sàn rất là lớn và cái lượng mà mua thì thấy là cũng không có mua đó, và gần như là mất thanh khoản đó, thấy gần như là mất thanh khoản đối với cái các cổ phiếu về nhà họ quyết ở đây. Thì chúng ta thấy là một điều là gì, là khi mà các tài khoản mà trước đó thấy là bị kẹp lại bởi các cổ phiếu về nhà họ quyết như thế này, thấy là cổ phiếu nhà quyết có FLC này, ROT này, AMD này, HAI này, ART này, KLS này. Đó, thì những cái cổ phiếu như vậy thì nó làm cho khi mà lượng giao dịch như vậy, những cái tài khoản mà anh thấy là đang giao dịch mà nó bị giảm liên tục như vậy thì thấy là bị gọi là bị commercial, đúng không? Đó, bị commercial như vậy thì không bán được, thì chúng ta thấy là như vậy thì nó bị áp lực giải chấp bởi những cái cổ phiếu khác đó, để bù lại cho cái bị con như thế này, đúng không? Không bán được cổ phiếu này thì thấy là sẽ bị lôi ra bán với cổ phiếu khác đó. Đó là anh thấy là một cái sự lặp lại trong năm trước. Vào năm trước thấy là gần cận Tết thì thị trường ta cũng có những kịch bản y hệt như vậy đó, cho nên là các bạn và các anh chị thấy là cũng phải cần lưu ý. Rồi ở đây thì em thấy là về đây những cái dòng như điện thì đa phần là thị trường chúng ta giảm rất là mạnh luôn, đúng không? Các cổ phiếu thì đang có bị giảm đà bán mạnh, bán tháo, ta gọi là bán tháo bán đổ luôn trong ngày hôm nay, và các cổ phiếu về như nhà họ Anh Vượng cũng đang có một cái lực bán giảm cực kỳ mạnh luôn các bạn. VRE em thấy là cũng giảm trên 7%, bạn 7% giảm sàn và lệnh bán cũng khá là lớn. VIX thì thấy là VIX và Vinhome thì giảm cũng tương đối, đâu như VIX thì thấy là giảm cũng tương đối thôi.
Rồi, ok ha, mình thấy là các cổ phiếu về tăng nóng không? Nó thì chắc chắn là bị giảm sàn rất là la liệt rồi. Đó. Vào VN50 thì chúng ta thấy được là hôm nay cũng giảm điểm khá là lớn. Đó, và cái lượng giảm điểm như này thì nó cũng tương đương ha. Như vậy thấy là giảm cũng gần gần tương đương so với lại chỉ số VN-Index ở đây. Đó, một cái hôm nay giảm là 2,95%, cũng gần gần như 2,89% này của index ở đây. Và em thấy là chỉ có một mã tăng thôi, đó là Vietcombank. Đó, Việt tăng trên 3,4% như vậy thì cũng đã có một cái chỉ số điểm kéo tốt cho thị trường ở đây. Thì còn lại em thấy là giảm điểm thì có giảm điểm như GVR, KDH, PAO, HLI, em thấy là giảm sàn ha, VRE thì giảm sàn. Đó thì như như hôm nay thì thấy là coi qua khối ngoại để chúng ta có cái góc nhìn thì khối ngoại sẽ như thế nào. Thì ở đây thì thấy là khối ngoại trong ngày hôm nay. Đó, trong ngày hôm nay thì khối ngoại lại có những cái động thái là mua rồng. Em thấy là khối ngoại hôm nay có một cái động thái là mua rồng. Đúng không? Đó, gọi là mua rồng gần 200 tỷ. Ở cuối kết phiên thấy là gần mua rồng 200 tỷ và các cổ phiếu mà em thấy là mua rồng là ở đây như STB, Đất Xanh, Công Thương, BID, VRE, rồi SSI, Đại Phương Mỹ, KBC, IGC, Vinamilk. Rồi trong một cái lực bán ra hiện nay là có PAO, VND, LCG, GET, BCG, KDH, SHS, TCH, BDR và HBC. Đó là những cổ phiếu bị bán ra. Rồi chúng ta cùng nhìn về cái tổng hợp về thị trường thì các bạn và các anh chị thấy được là trong cái nhóm ngành này thì đa phần là giảm điểm hết luôn, đúng không? Thấy là giảm điểm hết. Đó, có các cổ phiếu mà dịch vụ tài chính thì thấy là dịch vụ tài chính thì nó giảm một trong cái biên độ hôm nay là cái dòng chứng khoán giảm gọi là sàn hết luôn mà. Đó, thì có những biên độ là 7% nhưng mà em thấy là có những cái cổ phiếu trên sàn Hà Nội nó giảm trên khoảng hoặc là trên Upcom nó giảm tới 10-15%, cho nên nó làm cho cái nhóm này nó cũng giảm trên 7%. Đó, mà cái nhóm hóa chất cũng giảm mạnh và cái nhóm vật liệu và xây dựng cũng giảm mạnh. Đó, thì đa phần nó thấy là giảm mạnh nhất. Thì có cái nhóm ngân hàng thì giảm là tương đối thôi và cái nhóm dầu khí ngoài hai cái nhóm này là giảm tương đối. Đó, như vậy là có những cái nhóm mà anh thấy là giảm ít so với thị trường chung thì thấy là có ngân hàng, dầu khí, thực phẩm và đồ uống, đó, điện, điện nước và khí đốt là cái nhóm mà anh thấy là giảm ít hơn so với thị trường chung. Đó, như vậy đây là cũng cần quan tâm tới cái nhóm này. Rồi chúng ta cùng nhìn qua một số cổ phiếu mà ảnh hưởng. Thì như vậy em thấy là hôm nay thì nhìn về cái biểu đồ về như thế này thì thấy là về các cổ phiếu nó sàn rất là nhiều. Đó, sàn rất là nhiều luôn. Rồi ở đây thì chúng ta thấy được là có một số cổ phiếu tích cực thì thấy là Vietcombank, đúng không? Vietcombank hôm nay giúp cho thị trường tăng gần 4 điểm. Đó, gần 4 điểm. Rồi tiếp theo là có HAG, rồi HVN, KHG, BVD, SCS thì những cổ phiếu này nó cũng không có làm giúp cho thị trường tăng điểm nhiều ha. Rồi trong ngược lại thấy là các cổ phiếu mà giảm mạnh thì có như Vinhome. Đó, Vinhome mình thấy là giảm điểm trên 3%, nó cũng ảnh hưởng tới chỉ số rất là lớn. Rồi như là GVR, VPBank, rồi VIX, Hòa Phát, BCM, đó, VRE. Đó là những cái cổ phiếu mà thấy là cũng giảm sàn khá là mạnh nè, BCM, VRE, STB, Techcombank, Novaland. Đó là những cổ phiếu mà ảnh hưởng tới chỉ số của ta rất lớn, cộng những cái chỉ số này lại chúng ta thấy là cũng giảm hơn 10 điểm mà, đúng không? Đó thì 3 điểm mấy này, 2 điểm mấy rồi, 1 điểm, 2 điểm, thì cho nên là thấy ba cổ phiếu này thôi cũng đã gần 10 điểm rồi, 5 5 7 8, 9 điểm rồi, không? Tầm 5 cổ phiếu thôi thực tế là đã giảm hơn 10 điểm. Đó, 5 cổ phiếu này chúng ta thấy là giảm hơn 10 điểm rồi. Rồi, chúng ta cùng nhìn qua lại một số về chỉ số chung để chúng ta có cái góc nhìn.
À, thì cũng như là có những cái nhận định mà mình chia sẻ mọi người từ những cái đợt như thế này để mình tắt này đi. Đó. Thì chúng ta thấy là về VN-Index ở đây thì chúng thấy là với một cái động lực mà nếu mà tích lũy như này, đó, tích lũy như này mà có một cái sự bật tăng qua cái vùng EMA này thì chúng thấy là khả năng thị trường cũng sẽ là tích cực hơn. Còn mà với hiện tại nếu mà anh thấy là tích lũy mà rớt ra khỏi những cái vùng này thì các bạn thấy được là nó mất hết cái hỗ trợ luôn. Thì bây giờ đối với thị trường là hiện tại là đang không còn hỗ trợ gì hết. Đó, thì trên những cái khung mà ngắn hạn như này thì những cái hỗ trợ đã mất rồi. Thì chúng ta là và cái động lực giảm của nó thì cũng tương đối là mạnh đấy. Cho nên là ta cần lưu ý. Như vậy thì có cơ hội nào để thị trường hồi phục lên hay không thì ta cần quan sát như thế này. Rồi, ở đây chúng ta thấy là về thị trường. Đó, về thị trường chung. Đó, về thị trường chung thì thấy là về đây đó, về đây thì thấy là nó lại rơi vào lại khu vực tích lũy ở đây đó. Thì các bạn nhìn chung thì index chúng ta đang trong một cái dạng tích lũy đúng không? Đó, thì như là mình chia sẻ mọi người, nếu mà thị trường tích cực là nó sẽ nằm trên được khu vực 1.500, và tích lũy thì thấy là diễn biến thị trường nó khá tích cực. Còn với những cái diễn biến như thế này thấy là cũng gọi là cũng không nằm ngoài dự đoán. Đó, cũng không nằm ngoài cái những cái tình huống này thì chúng ta cần có những cái xử lý khi thị trường nó diễn biến như thế này. À, rồi chung như vậy thì chúng thấy là về cái động thái nguy hiểm của thị trường như 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 thế nào. À, về đây chúng thấy là đang có những cái diễn biến gọi là trong một cái vùng hỗ trợ đây, đúng là một cái vùng hỗ trợ 1.500, 1.456 đó, nhưng mà đang gọi là cái sự nhúng qua đóng cửa ở dưới cái vùng 1.456 này và đóng tại năm 1.452.84. Như vậy thì đây là thấy là nó là về cái vùng tích lũy này đó, về cái vùng tích lũy này nếu mà thấy là rớt qua khỏi cái vùng này thì thị trường chúng ta sẽ có một cái nhịp chỉnh về những cái vùng như 1.415 đó. Như vậy thấy là thị trường cũng khá là nguy hiểm nha. Đó, thị trường ta khá là nguy hiểm. Như vậy chúng ta phải cần có một cái sự test lại đó. Thì ở đây có một cái hỗ trợ cộng với là một cái nền. Như vậy thì đây là khả năng thì thị trường vẫn có khả năng là test lại cái vùng này. Chúng ta cần quan sát vào phiên ngày mai để chúng ta có những cái vị thế cho nó an toàn. Và đặc biệt thì trong cái giai đoạn này thì như mình cũng chia sẻ mọi người cũng không nên sử dụng margin đó. Đó, nếu mà có sai thì ta phải có những cái xử lý nhanh đó, xử lý nhanh để chúng ta không bị thiệt hại về tài khoản và cũng như là tránh qua những cái cơn này đó, để chúng ta canh chỉnh để chúng ta tham gia trở lại đó, hoặc là chúng ta có thể chờ qua Tết đó. Vì chúng ta thấy là trong những cái biến động Tết như này thì nó rất khó lường, và cũng như là rơi vào đáo hạn phái sinh cộng thêm gọi là cận Tết nè, rồi thêm những cái cổ phiếu mà về nhà họ anh Quyết, chúng ta thấy được là về cái giao dịch lớn như vậy thì nó cũng nói lên là nhà đầu tư mắc kẹt ở các cổ phiếu này rất lớn đó. Cho nên là khi mà tài khoản bị bốc hơi như này mà gặp thêm tài khoản mà full margin thì nói là bị các nhà đầu các công ty chứng khoán call margin là nó sẽ liên lụy và liên đới tới các cổ phiếu khác. Đó, thì các bạn thấy được là call margin nó cũng có những cái hiện tượng như sau đúng không? Thì có những cái hiện tượng là chúng thấy là các cổ phiếu mà tăng nóng đó, các cổ phiếu mà tăng nóng liên tục bị bán ra đó, liên tục bị bán ra mà nó không bán được nữa rồi, nó chất sàn rồi. Và như vậy thì khi mà tới ở một cái đoạn thì nhà các công ty chứng khoán không bù đắp được thì lại lôi các cổ phiếu khác ra, thì như vậy bán như vậy thì nó làm cho một cái hiệu ứng domino đó, một cái hiệu ứng domino ảnh hưởng tới những cái tài khoản khác rồi nó cũng bị đem ra bán giá chấp đó. Cho nên làm thấy là cái hiệu ứng như vậy thì nó có thể xảy ra trong một từ một tới hai phiên đó. Như vậy chúng ta cần quan sát phiên ngày mai để cho chúng ta có những cái hành động đó. Nếu mà những cái vùng như 1.450 này vẫn giữ vững thì chúng ta thấy là
phải cần quan sát thêm đúng không? Thì khả năng thị trường sẽ có hồi. Còn nếu các bạn muốn bán thì chúng ta nên đợi cho nó hồi hay bán, chứ đừng vội bán tháo bán đổ như vậy thì không 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 hay đúng không? Bán tháo bán đổ như vậy thì thiệt cho chúng ta đó, cứ đợi hồi hay bán, muốn muốn gì thì muốn cứ hồi bán chứ đừng bán tháo bán đổ nha. Rồi, thì ở đây thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là tác động tới thị trường thì có về V50 đúng không? Thì em thấy là về V50 ở đây nó cũng ảnh hưởng tới cái chỉ số chúng ta rất là lớn. Như vậy thì đối với V50 thì bạn thấy được là V50 nó đang điều chỉnh về cái hỗ trợ ở đây. Thì chúng ta thấy là ở cái hỗ trợ 1470 này nó đóng vai trò là cái hỗ trợ tốt cho về chỉ số V50. Cho nên là chúng ta thấy là về V50 nếu mà bật tăng được thì khả năng thì khả năng thì cái nhóm ngành này thì cái nhóm về V50 thì có thể kéo được cho thị trường. Thì chúng ta thấy là về như là các cổ phiếu ngân hàng rồi nhà họ VIX, chúng ta thấy là hôm nay về nhà họ VinGroup thì nó cũng không có giảm mạnh lắm, chỉ có ngoài VRE. Đó, về đây là giảm khá là mạnh. Rồi, chúng ta cùng nhìn vào các chỉ số về, chúng ta thấy là đầu tiên, đặc biệt chúng ta là nhìn vào các chỉ số về như là ngân hàng. Đó, như ngân hàng chúng ta thấy là hôm nay cũng là một cái phiên mà tiệm cận vào đỉnh thì nó cũng bị điều chỉnh đúng không? Thì đa phần cũng bị điều chỉnh như vậy thì chỉ cần tích lũy tốt ở đây thì khả năng thì ngân hàng cũng là một trong những cái dòng có thể là lội ngược để giúp nâng đỡ cho thị trường đó, và có thể là giúp lan tỏa ra thị trường nó tích cực hơn đó. Tiếp theo là chúng ta thấy là về như là ngân hàng rồi bất động sản, thì thấy là về các cổ phiếu bất động sản thì hôm nay thì các bạn thấy như mình cũng đã chia sẻ đúng không, thì cái nguy cơ của thị trường bất động sản, cái dòng bất động sản thì nó vẫn có nguy cơ điều chỉnh. Thì chúng ta thấy là nó sẽ cưa chân bàn tiếp và thấy rút chân thì chưa nó về, chưa về hỗ trợ đó, cho nên là khả năng nó sẽ bị tiếp tục bị điều chỉnh đó. Và chúng ta thấy là ở cái vùng này nó sẽ là cái hỗ trợ cực kỳ mạnh cho với cái chỉ số bất động sản ở đây, đó là 125, 125. Thì như vậy thì chúng ta cần quan sát thêm, nếu mà ở đây mà nó chạm vào những cái hỗ trợ này bật lên thì thấy là khả năng thì có sự hồi phục và có sự giải cứu cho với cái nhóm bất động sản đã điều chỉnh ha. Như vậy thấy là bất động sản cũng đã điều chỉnh rồi. Nếu mà tính từ đỉnh mà về tại lại những cái hỗ trợ này thì em thấy là cũng đã điều chỉnh mất đi khoảng 14-15% đúng không? 14-15% đối với lại cái dòng bất động sản. Đó, thì chúng ta coi qua những cái cổ phiếu về bất động sản nó coi nó có đã chỉnh tới đâu rồi vậy. Đó, chúng ta cùng nhìn nhìn sơ sơ một số cổ phiếu lớn. Đúng không? Đó, đất xanh nè, chúng ta thấy là cũng gần về những cái hỗ trợ này, nếu có nhịp chỉnh nữa thì ra về SCR rồi KBC LDG cũng về ha, và VRE thì chúng ta thấy là đang ngay hỗ trợ rồi đó, còn BDR này chúng ta thấy là còn khá là xa đúng không? Đó, Nam Long, Nam Long thì chúng ta thấy là cũng bắt đầu gần về những cái vùng mong muốn rồi. Đó, chúng ta thấy là anh chị và các bạn cũng có mong muốn tới cái vùng mà chúng ta có thể quan sát để tham gia. Đó, mình thấy là đang điều chỉnh về những cái vùng mà hỗ trợ mạnh. Và anh thấy là những cái chỉ số này nếu mà đang sát lại với nhau thì thấy là cái cơ hội để bắt đối với những cái cổ phiếu này. Đó, rơi. Cổ phiếu rơi như này ta có thể bắt ha. Rồi Vinhome. Đó, Vinhome mình thấy là cũng chỉnh về những cái vùng như thế này đó, những cái vùng mà như thế này của Vinhome đó, nếu mà chỉnh về thì thấy là cũng là một cái cơ hội đó, chỉnh về hỗ trợ mạnh đó, những cái vùng hỗ trợ mạnh này của Vinhome, và Vinhome thì cũng là một cái nền tích lũy thôi đó, chúng ta có quan sát tiếp tục đâu. VIX thì thấy là cũng có một cái sự rút chân đó, khi mà nó chạm vào những cái hỗ trợ khung
dài hạn của nó. DG chúng ta lấy cũng còn một đoạn cũng còn khá là xa nha. Đó, cho nên là các cổ phiếu này mà không có thanh khoản để hấp thụ hết được những cái lượng phía trên thì đấy là cái nguy cơ người ta dễ chấp ra cục còn đấy bạn. Đúng không? CEO này. Đó. ICC, đúng không? ICC thấy là cũng đang có một cái sự giảm khá mạnh. Rồi, ok, như vậy thấy là các cổ phiếu về bất động sản thì cũng đang tiếp tục bị điều chỉnh nè. Đó, đây là tiếp tục bị điều chỉnh nè. Cũng còn một cái đoạn điều chỉnh khá là nhiều đấy, gian nan. Đó, thì nhìn chung hiện tại là các cổ phiếu đồng bất động sản vẫn còn phải tiếp tục là điều chỉnh tiếp tục điều chỉnh, cho nên là anh thấy là về ngân hàng mà nâng đỡ thì không biết nếu mà nó cứ bị phải cái lực bán nó phải ra hết các bạn đâu, phải ra hết được cái lượng margin, thì cái lượng margin này ít nhất cũng phải 2 ngày mới có thể là ra hết được các bạn, đúng không? 2 ngày thì mới có thể là ra hết được với cái thị trường mà nó phọt sale như thế này. Rồi chúng ta thấy là hôm nay thì các nhóm về dòng dầu, đúng không? Các dòng dầu thì em thấy là về các cổ phiếu mà như là em thấy là đó, dòng dầu thì khi mà quay lên thì nó cũng bị tiếp tục điều chỉnh đó. Dầu khí đó, dầu khí thì em thấy là con PVD. À, thì các bạn thấy là nó cũng chưa phải là một cái động lực tăng mạnh để vượt đỉnh được, cho nên là khả năng nó sẽ cũng có một cái nhịp chỉnh và tích lũy trở lại đối với lại BVD. Bạn cần quan sát nè. BVS. Đúng không? Thì như mình chia sẻ nếu mà có thì nên bán chờ nó chỉnh và tích lũy trở lại. Bình Sơn. Đúng không? Bình Sơn mình thấy là các cổ phiếu này nó bị điều chỉnh khá là sâu nha. Đó, rồi thêm một số cổ phiếu như là ngân hàng, thép. Bạn thấy thép là đó, thép hôm nay tiếp tục có một cái sự điều chỉnh giảm mạnh chung với thị trường. Đó, nhưng vậy em thấy là đã điều chỉnh về lại cái vùng tích lũy luôn. Đó, cho nên là cái nguy cơ thì đối với cái dòng thép này hiện tại là như Hòa Phát. Hòa Phát hôm nay cũng giảm khá là mạnh. Giảm khá là mạnh nè. Khá là mạnh. Nếu mà ở đây ta thấy là ngày mai tiếp tục mà phá đáy này, đâu thì cái nguy cơ mà giảm mạnh tiếp tục của Hòa Phát là còn, đúng không? Thì nó có thể là chỉnh sâu đấy bạn. À, cho nên là chúng ta cần lưu ý ở cái vùng 44 này, đồ cổ Hòa Phát nha. À, vùng 44 này. Rồi như là Hoa Sen. Hoa Sen, đó, Hoa Sen bạn thấy là hôm nay là cũng đã chỉnh về cái hỗ trợ rất là dài hạn của nó rồi. Đúng không? Đây là cũng thấy là cũng đang chỉnh về hỗ trợ dài hạn nè. Nam Kim nè. Đó, Nam Kim thì còn một đoạn nữa đúng không? Đó, cho nên là các bạn thấy là các cổ phiếu của dòng thép nó đang đi vào điều chỉnh trong một downtrend, thì thấy là khả năng thì nó có một cái nhịp chỉnh khá là sâu ha. Đó, đi rất là khó chịu, thấy là các bạn mua trong với những cái đoạn này đối với các cổ phiếu thép thì có nguy cơ ta không có lợi nhuận được mà càng bị lỗ nữa đúng không? Nên thấy là những cái cổ phiếu downtrend thì nó chúng ta mua tay cộng được là ra, chúng ta không ăn được thì thôi chứ rất khó chịu ha. Đó là ta nhìn qua dòng thép. Rồi thêm ta nhìn thêm một cái dòng nữa, đó là một cái dòng mà ngân hàng, dầu, thép, bất động sản đó, và các dòng hóa chất đó. Thì như vậy thấy là về cái dòng hóa chất thì cũng giảm khá là mạnh luôn. Đó, dòng hóa chất như là em thấy là hóa chất đây nó có rất là nhiều mà, về cao su hay là phân đạm thì nó cũng là hóa chất đúng không? Hôm nay em thấy cũng giảm khá là mạnh nè về cái dòng này. Đó, hiện tại là về lát này đúng không? Với thị trường mà giảm mạnh thì nó vẫn có thể giảm tiếp rồi, và cái động lực giảm của lát nó còn rất lớn ha. Đó, nó giảm về mặt dài hạn của nó rất lớn, cho nên là khả năng thì nó có thể chỉnh khá là sâu đấy bạn. Đó, thị trường khá là nguy hiểm,
Như vậy em thấy là về các cổ phiếu về hóa chất cũng đang có một cái sự giảm rất là mạnh, giảm cực kỳ mạnh luôn đúng không? Thì các cổ phiếu như thế này mà em thấy là mất cái đi những cái hỗ trợ như thế này thì em thấy là cái nguy cơ nó chỉ còn giảm rất là sâu. À, còn cổ phiếu này thì vẫn đang nằm ở quanh quanh cái vùng hỗ trợ kháng cự đây đó, hỗ trợ kháng cự đây hiện tại là với sau một cái phiên giảm sàn rồi lại tăng trần rồi lại giảm đó, thì như vậy ta cần quan sát thôi với cổ phiếu dạng như thế này ha, thì vẫn là một cái hỗ trợ đây thôi các bạn. Rồi đó là chúng ta cùng nhìn được với thị trường và các cổ phiếu nóng. Thì các bạn thấy là về các cổ phiếu nóng như cái cổ phiếu thiên thời như DG đúng không? Thì chúng ta thấy được là nếu mà ngày mai đúng không? Ngày mai mà tiếp tục là giảm mà phá qua tiếp tục rơi đó, rơi tiếp tục thì thấy là sẽ còn rơi một đoạn khá là xa nữa các bạn, vì lúc đó thấy là cái động lực giảm rất mạnh đối với cổ phiếu này đúng không? Đó còn hết, còn đây là hết cái vùng mà thiên thời luôn bạn, nếu mà đây mà rơi càng sâu và sau đó nó tích lũy rồi nó rơi tiếp thì em thấy là khả năng thì nó sẽ tiếp tục là gãy trend và đi vào đảo trend đúng không? Đó thì các bạn thấy là nếu mà ở đây đó cái vùng trend như này, nếu mà tiếp tục gãy qua là em thấy là sẽ mất đi cái trend này đúng không? Đó nếu mà tiếp tục rơi qua đó, nếu mà các bạn sẽ tiếp tục rơi qua những cái vùng này đó, thì em thấy là gãy trend với cái này thì nó sẽ tạo ra một cái động lực giảm rất là mạnh đối với cổ phiếu này đó, cho nên là em thấy là cái nguy cơ với cổ phiếu này rất là lớn nha. Rồi CEO đó, CEO cũng vậy nha, CEO em thấy là nếu mà chỉnh về đây thì ta cần quan sát thôi đó. Cũng có rất nguy cơ là điều chỉnh rất là sâu về những cái hỗ trợ 53 này. Rồi bạn thấy là nhìn là 14 đó, đó là 14 thì em thấy là đạt ở đây thì những cái chỉ số này cũng đạt rất là hưng phấn đó, cái nguy cơ chỉnh cũng có đúng không? Đó, nếu mà tiếp tục tích lũy như này thì cái nguy cơ chỉnh nó cũng có, hôm nay là cũng có một cái giảm sàn đó, giảm 9%, tiếp tục tăng dần hoặc là giảm sàn. Như vậy em thấy là các cổ phiếu mà như thế này thì rất nguy hiểm ha, ta coi những cổ phiếu mà tăng nóng đó, các bạn thấy cổ phiếu tăng nóng không, như là CJ đó, CJ nè, những cái hỗ trợ như này thấy là mình thấy là không có những cổ phiếu mà tăng nóng như thế này, những cái hỗ trợ này nó không CJ được các bạn đúng không? Thì nó khả năng là chỉnh tiếp mà đó. Nếu mà phiên mai mà phá cái hỗ trợ này em thấy là cái nguy cơ nó còn giảm mạnh tiếp đúng không, nguy cơ còn giảm mạnh tiếp đối với CJ vậy. Đó. Và cái dòng chứng khoán à, đặc biệt thì các bạn thấy những cái dòng chứng khoán này các bạn đó, về cái dòng chứng khoán như ở đây thì các bạn thấy là về đây thì khả năng nếu mà thị trường còn giảm thì cái động lực giảm của các dòng chứng khoán này vẫn còn đó, thì đặc biệt thì các bạn xem là được là những cái cổ phiếu như ha đó, hôm nay là mất đi những cái hỗ trợ như này và điều chỉnh, thì nếu mà đây đầu tuần đó, điều chỉnh như này thì khả năng nó còn giảm tiếp đúng không? Còn khả năng giảm tiếp VND đó, VND VND là chúng ta cần quan sát thêm, cũng còn những cái hỗ trợ này, nếu mà cơ hội bật lên thì cũng còn hấp dẫn ha, không thì thấy là nguy hiểm nha. VCI thì đa phần mình thấy là các cổ phiếu mà trong cái dòng này nó đi vào downtrend, thì như các bạn thấy là nhìn này à, mình mở thì mọi người cũng có góc nhìn để có cái downtrend hay không. Đó, đây là một cổ phiếu downtrend AAS này, downtrend đúng không?
Còn cổ phiếu mà AGR này nếu mà tiếp tục giảm cũng rơi vào downtrend rồi đây thì chưa đúng không? Đó, ABS thì downtrend rồi đó, lâu rồi. ART cũng đi vào downtrend rồi và cái lực giảm cũng rất là mạnh đó, cho nên là mình thấy trong buổi sáng mà có về cái thanh khoản thì chúng ta nên thoát cái cổ phiếu này. Và thấy là lên người ta mắc kẹt nó rất là lớn mà, cho nên là ở đây nếu mà không có lực hấp thụ hết cái đoạn này thì cứ lên là nó bán ra không kịp ngóc đầu vậy, được không? Đó, những cổ phiếu đi vào downtrend này bạn. Đó, có CSI này chưa downtrend thôi. Đó, này chưa downtrend thôi. Nó mới chỉ điều chỉnh thôi. Còn các cổ phiếu như thế này đây là đi vào downtrend rất là ấy ha. Đó, đây nè, đây đi vào downtrend nè. Rồi các cổ phiếu mà như thế này cũng bắt đầu đi vào downtrend nè, FIT nè, đúng không? FTS nè, đó, giảm rất mạnh, mình thấy là cổ phiếu này giảm trước đó nè. Đúng không? Thị trường mà các cổ phiếu dòng chứng khoán đang tích lũy thôi thì cổ phiếu này nó giảm rồi. Tôi thấy cổ phiếu này nó tăng rất là nóng mà, đúng không? Dòng này nó tăng, các cổ phiếu mà FTS này giảm rất là nóng luôn. Đó. HCM cũng vậy nè. MBS nè, đó cũng đi vào downtrend. PSI nè, đó. SBS nè, đó đây là downtrend ha, khả năng còn giảm mạnh nữa bạn. Rồi SHS nè, SHS hôm nay có một cái giảm mạnh như này, cũng bắt đầu đi vào downtrend. Đó. SI cũng bắt đầu đi vào downtrend nè, cho nên làm thấy là trong những cái cổ phiếu lớn như này, TCI, TVB, TVC, đây là những cái dòng mà về tài chính, chứng khoán thì nó cũng đang đi vào downtrend giảm mạnh. VCI đúng không? Đó. VX này, VX này là tầm hay rơi, tiếp tục rơi là đi vào downtrend thôi. Đó, VND, VND cũng vậy nè. Đó, VND chúng ta cũng đã thấy ha. Ok, như vậy chúng ta thấy là các dòng chứng khoán rồi các dòng có được cái nhìn tổng quan thì nhìn lại hiện tại là về đây thì có ngân hàng. Đó, ngân hàng là một cái dòng có thể nâng đỡ thị trường nè. Rồi dòng bất động sản không vẫn bị điều chỉnh thôi, hiện tại là đang điều chỉnh trong một uptrend chưa phải là đi vào downtrend. Nhưng mà các cổ phiếu mà như dòng thép, hiện tại là về dòng thép đây thì nó đi vào downtrend rồi, cho nên làm thấy nó rất là chậm đúng không? Rồi dòng dầu khí, dòng dầu khí thì nó vẫn gọi là đi trong một cái sideways, một cái biên độ tích lũy thôi, cũng chưa có gì mà để nâng đỡ được thị trường. Rồi dòng chứng khoán thì cũng đi vào downtrend đó, hiện tại là rất là xấu ha. Đa phần các nhóm ngành đó, các nhóm ngành thì chúng ta thấy là chỉ có ngân hàng là còn được tích cực, bất động sản thì cũng đang, cái dòng bất động sản thì cũng đang có những cái tích lũy điều chỉnh đó, những cái điều chỉnh đi vào gọi là gần hỗ trợ rồi đó, cho nên là khả năng nếu mà cơ hội mà các bất động sản mà có một cái lực cầu vào thì thị trường may ra mới đỡ được đó. Ok, như vậy là anh thấy là về đây thì các thị trường như vậy là đó, cái rủi ro cho những người nắm về cổ phiếu đó, và cũng là một cơ hội cho những ai đang cầm tiền đó. Và chúng ta thấy là mức độ hấp dẫn của thị trường khi nó chỉnh về đâu, nếu mà có điều chỉnh thì thấy là khi mà điều chỉnh về lại những cái vùng mà hỗ trợ như 1.427 đúng không, 1.427 thì thị trường vẫn là đang trong một cái tích lũy và điều chỉnh mà thôi đó. Còn trong ngắn hạn hiện tại là vẫn về 1.427 thì bạn thấy ở đây 1.425 thì nó rơi vào đây đúng không? Nó rơi vào cái đường này thì nó vẫn là một trong một tích lũy trong một cái vùng mà giá đúng không? Chứ chưa đi vào downtrend nha. Đó, vậy chúng ta thấy là một cái trend dài. Đó, trend dài của index ở đây thì các bạn và các anh chị thấy là nó chưa gãy nha. Đó, chưa gãy.
Đây, nếu tính từ cái vùng này nữa bạn, đó trừ khi mà chúng ta thấy là bây giờ nếu mà thị trường chúng ta mà mất đi, đúng không, thị trường mà chúng ta là phá vỡ đi những cái vùng này thì nó mới gọi là gãy nha bạn, đúng không? Thì nhìn lại thấy là nó vẫn đang trong một cái vùng này thôi, nó bây giờ là phải phá vỡ cái vùng này, đúng không? Đó, thì mới xấu. À, do cái đồ thị này nó cũng khó rồi, đồ thị này để chúng ta cũng thấy là rất khó để vẽ. Đó. Đó, thị trường có nghĩa là ta thấy thị trường phải gãy đi những cái vùng này thì nó mới là xấu, đúng không? Còn trong đây thì thấy là thị trường vẫn còn trong một cái trend tăng. Đó, nhìn thị trường trong một cái biên độ lớn chúng ta thấy rõ nè, đúng không? Đó, một cái đường đi lên. Đó. Đó, bây giờ phải gãy qua vùng này nha. Đó. Ok, rồi như vậy thị trường nó vẫn đang trong một cái kiểm tra thôi. Đó thì mình tóm lại là chúng ta thấy là chúng ta nên, nếu mà các bạn muốn mua thì chúng ta canh thôi. Nếu chúng ta lo ngại đang Tết thì chúng ta cứ đứng ngoài thị trường để chúng ta gọi là ăn Tết cho nó ngon lành, để chúng ta chờ qua Tết thì những cái gì cũng vậy thôi mà, đúng không? Đó. Còn nếu các bạn muốn thăm dò thì chúng ta chỉ ném đá vào đường và những cái nhóm ngành như ngân hàng và nhóm các cổ phiếu bất động sản, mà đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản về khu công nghiệp rồi đầu tư công đó, thì những cái nhóm đó thì chúng ta mới còn được ha. Còn những cái nhóm mà các bạn cần nên như là né nè đó, nếu mà dầu khí đó, thì điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ thì cũng may ra đó. Còn những cái nhóm mà ta thấy nên né là chậm nè đó, như mình đã chia sẻ rồi, thì dòng thép đó, bây giờ dòng chứng khoán đi vào downtrend thì nếu các bạn bắt thì cũng không có được gì hấp dẫn lắm, thì nhiều khi là nó chỉ T cộng, nếu có hồi nó cũng T cộng thôi, đúng không? Thì cái rủi ro nó cũng khá lớn thì không nên. Rồi thêm những cái bất động sản thì chúng ta nên né những cái cổ phiếu đầu cơ ra, và những cổ phiếu nào mà chưa chỉnh về những cái hỗ trợ sau, như bạn thấy như DG đó, đúng không? Vẫn chưa chỉnh về đó, khi ta chưa chỉnh về, như vậy thì cái nguy cơ nó vẫn còn và cái động lực giảm nó vẫn còn mạnh đó, cho nên là chúng ta không nên tham gia vào những cổ phiếu này, đúng không? CO rồi CI đó, những cổ phiếu mà vẫn còn đà giảm mạnh này, rồi cũng không nên đụng tới họ của Nhật Quyết rồi. Ok, là chúng ta cũng sẽ thấy được như vậy nha. Thì tóm lại chúng ta còn những cái dòng như là dòng bất động sản, khu công nghiệp rồi đầu tư công rồi cái dòng ngân hàng và các cổ phiếu về như là nhà anh Vượng đó, thì chúng ta cần quan sát những cổ phiếu đó. Nếu có câu hỏi thì chúng ta nên tham gia những cổ phiếu tích cực như vậy ha đó, nên né những cái dòng mà mình cũng chia sẻ phía trên rồi. Ok, thì chúc các mọi người là đầu tư thành công và bình tĩnh hơn. Nếu các bạn nào còn cổ phiếu thì cũng nên không nên bán tháo ha. Nếu mà chúng ta muốn bán thì nên chờ nó hồi lên rồi bán đó, không nên bán tháo trong cái việc này. Rồi, các bạn nào đang xem thấy hay thì nhớ like, nhớ share và cũng như là đăng ký kênh, ấn luôn cái nút chuông nhận thông báo sớm từ kênh ITP Club Channel, cũng như là có thể ủng hộ mình bằng cái việc mở tài khoản tại VPS hoặc Airline. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi live stream ở buổi sáng từ 10 giờ 10 rưỡi thì mình sẽ live để chia sẻ mọi người về thị trường cũng như có những cái nhận định về thị trường chung. Đó, và nếu mà thị trường quá xấu thì chúng ta cũng có những cái clip như thế này để cho mọi người cũng có cái góc nhìn và góc tham khảo. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.